Có rất nhiều người nói với sư rằng con đi chùa nghe pháp nhiều năm rồi, con vẫn phiền não, vẫn đau khổ. Mặc dù con có ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, con cảm thấy là nghe gì cũng dễ, làm công đức, làm từ thiện cũng dễ, nhưng mà tu cho hết khổ thì khó lắm. Vậy làm sao mà sư giáng độ người mù, mắt không thấy, đời sống của họ nhiều sự khó khăn, đi lại khó khăn, tật nguyền. Cho nên con không nghĩ rằng người mù có thể nghe pháp và tu tập được. Sư nói là các vị lên trên mạng internet mà nghe một số pháp thoại sư từng giảng cho người mù tại chùa Thiên Quang và tịnh xá Ngọc Châu Như ở Sóc Trăng. Những pháp thoại mang tên mắt mù nhưng tâm không mù. Đôi khi chúng ta có mắt nhưng tâm ta lại mù. Đôi khi chúng ta giàu có, tiền bạc, đầy đủ mọi thứ, nhưng chúng ta chả có tin nhân quả, chẳng có biết Phật Pháp là gì. Trong khi các vị nghe một số pháp thoại sư giảng tại chùa Thiên Quang, ví dụ như tổn thương, giọt nước cằn dương, sống với tâm bồ đề, từ trái tim đến trái tim, vân vân, thì các vị sẽ thấy người mù đã lên đây để tâm sự. Đời sống đã đem lại cho họ những sự tổn thương như thế nào, từ lúc sanh ra đã chịu sống trong màn đêm. Hoặc có người đang sống giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp bỗng nhiên bị mù. Một tình yêu đang hứa hẹn, một đám cưới sắp diễn ra, một tai nạn đến, một cơn bệnh bất ngờ bạo bệnh cướp đi ánh sáng trong đôi mắt. Cuộc đời tưởng chừng như kết thúc. Sống trong sự tuyệt vọng, khổ đau. Đã vậy rồi, người ta khinh miệt. Người ta nói những lời như là những nhát dao đâm vào trái tim của những người mù lòa, khiếm thị. Vậy mà, tâm sự những câu chuyện đó xong, những người mù nói rằng, từ hôm nay, từ khi biết Phật Pháp, từ khi được quy y Tam Bảo, cuộc đời con đã biết tin nhân quả và tinh tấn làm các việc lành, tinh tấn không làm các việc ác. Và con cảm thấy cuộc đời con không còn khổ đau như trước. Rất nhiều người tự lên phát biểu, rất là nhiều người đã lên tâm sự. Và những cái sự tổn thương đau đớn của người mù á, mà chúng ta nghe đó, không ai cầm được nước mắt. Người ta ngồi đánh đàn để kiếm sống, có cái máy loa để trên bờ sông. Một anh chàng đi ngang qua ngứa mắt, đá luôn cái thùng loa rớt xuống sông. Mày mù mà mày giàu quá ha, mày có đàn, mày có máy, mày chơi ha. Có người đi chùa thì con cái nó chửi, đem cái mắt mù đi mà vay đi nha, vay cho lóng vào. Rồi có người thì đã mù rồi đành đi làm thuê, làm mướn, thì người ta chửi, mở miệng ta nói đồ thứ mù lòa. Người lên xe để đi lên chùa Thiên Quang tu học nè, thì bước lên xe buýt đó thì những chú lơ xe đó, những chú phụ xe đó, mới sáng gặp cái đám mù là thấy mạt rồi. Đó, các vị kể đó, chứ sư cũng có biết hết đâu. Rồi một buổi chiều trời mưa, có hai mẹ con dắt nhau vào. Sư ơi, con mới, má con bị giật, giật hết tập vé số rồi, vô xin sư ít tiền. Con thì hai má con mù, mà con thì mắt hơi mờ mờ, thì mẹ thì mù hẳn. Hai mẹ con dắt nhau đi bán vé số. Người ta giật luôn tập vé số, người ta lựa mà, lựa số để mua. Thế thì chúng ta mới thấy những cái người sống chung quanh chúng ta mù, nghèo, bị ăn hiếp, bị làm xúc phạm, tổn thương. Cho nên sư mới nói, cuối năm 2015, đầu năm 2016, chùa Thiên Quang bắt đầu sẽ mở ra một khóa tu dành cho người trẻ, công nhân viên, sinh viên. Và các bạn mới bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, gia đình. Nói chung là người trẻ sẽ có một khóa tu riêng. Nhưng mà cái khóa tu an lạc như thế này nè, các vị vẫn phải đến đây để nhìn những người mù. Đó là những người thầy trong cuộc đời của chúng ta. Họ đã vượt lên
tử gặp đáy của sự khổ đau. Nếu chúng ta biết rằng người mẹ sanh con lo lắng cho con cũng là khổ rồi, sanh con đã là một sự vượt cạn rồi, nuôi con đã là một sự vất vả rồi. Cho nên là công cha nghĩa mẹ không ai đếm được. Đố ai đếm được lá rơi, đố ai đếm được sao trời, không đếm được. Thì công lao mẫu tử, công lao của người cha người mẹ không bao giờ tính đếm được. Nhưng nếu chúng ta biết người mù sanh con, lo cho con thì khó khăn hơn chúng ta như thế nào. Một lần sư nhớ cô Xuyến ở Thủ Đức, cô kể chuyện cô nuôi con. Đêm cái giếng đó thì ban ngày suốt ngày người ta sinh hoạt, cô mù không thể nào ra mà giặt nước ở đấy được. Đêm người ta ngủ hết rồi, 1-2 giờ sáng mò ra cái giếng đó, mò mẫm kéo nước giặt quần áo cho con. Người chồng có mắt mà không giúp được gì hết, sơ sơ thôi. Tất cả cô phải làm hết, sanh con, nuôi con. Còn một người nữa lên kể chuyện, đã có đứa con đang nuôi đã vất vả vì mình mù rồi, người ta lại vất một đứa bé bại não đến ta bầu gởi rồi ta đi luôn, thế là nuôi thêm một đứa bé bại não nữa. Thế thì chúng ta đó ngồi đây là mà nghe cuộc đời của người mù á, để thấy cái sự khổ của mình á, không ăn thua gì với một con người thiếu mất một căn trên cuộc đời, nhất là ăn sai. Cho nên các bạn sinh viên, các bạn trẻ mà về đây ngồi bên cạnh nhìn những người mù đó, mà mình nói kiếp trước đó họ là cha mẹ mình đó, để mà yêu thương, để mà chăm sóc, để mà hiểu rằng mình còn hạnh phúc lắm. Có một số Phật tử lên đây nói, sư ơi con thương sư lắm. Chắc đại nghe pháp của sư có duyên phải không? Nói gì nghe pháp đã đành rồi. Mà sư nói, các vị đừng có ăn hiếp người mù nha. Tại vì kiếp trước tôi cũng mù đó, cho nên kiếp này tôi thương người mù lắm. Có một câu nói đó mà những người Phật tử lên đây kiếm sư đó, họ nói kiếp trước sư cũng mù á, cho nên con nghe sư nói như vậy. Con nói có lẽ kiếp trước con cũng mù, may thay còn có chút phước duyên, nay mắt con được sáng, con được nghe pháp, con được sống trong chánh pháp. Chúng ta ngồi tu với nhau như vậy, người mắt sáng sẽ thấy mình quá hạnh phúc. Người thiếu một căn là mù cũng thấy mình hạnh phúc. Tại ở đây không có phân biệt giàu nghèo, mắt mù, mắt sáng, trí thức hay là tâm tối gì. Bên cạnh chúng ta có các bạn sinh viên, các trường đại học là gì? Nhân tài của đất nước trong tương lai đang ngồi gần mình, là con em của mình. Và có những người từ nhỏ đến lớn chưa biết cầm cây viết là gì. Rất là nhiều người mù mà nói ký tên thì nói sư cho con lăn tay, lăn tay. Tức là không có biết chữ. Nhưng mà người ta lăn tay đó, nhưng mà đôi khi con người ta lại là nhân tài của đất nước thì sao? Sư mới nói sơ sơ vậy là nhiều vị đã rưng rưng nước mắt rồi. Tại vì vốn con người Việt Nam chúng ta là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chỉ cần chú ý một tí thôi, chúng ta gần Phật lắm. Nhưng chúng ta lơ đến một chút thôi, chúng ta gần ma lắm. Phật ma, ma Phật rất là gần nhau. Như vậy, Phật Pháp đưa chúng ta trở về cái tâm bình thường thôi, chứ không phải cao siêu gì. Tâm bình thường là đạo mà, chứ không phải là tâm cao siêu, sương khói mờ ảo, huyền bí là đạo, mà tâm bình thường là đạo. Đó là Tổ Nam Truyền đã từng nói, tu làm sao tất cả quay trở về tâm bình thường. Mà tâm bình thường tức là đâu có thêm, có bớt, có mua, có bán, có đi tạo danh, tạo lợi gì ra cái tâm đó đâu. Đâu phải lên chùa Thiên Quang mới có cái tâm bình thường đó, mà tất cả chúng ta đều có cái tâm bình thường. Tâm bình thường đó là tâm Phật, tâm bình thường đó là chân tâm, tâm bình thường là Phật tánh. Cho nên sư nói con chó, con mèo, con trâu, con dê, con ngựa, con chim bồ câu nó cũng có Phật tánh, huống chi là con người.
Và người mù Phật tánh còn hơn chúng ta nữa. Tại vì vốn đã mù thì cái tâm phân biệt ít hơn. Chúng ta mở mắt ra là đã lấy màu xanh, màu đỏ. Cô gái đẹp như tiên, cô gái kia xấu như ma. Để đưa đến sự phản bội, để đưa đến sự tán tỉnh yêu thương ngoài pháp luật. Nhìn nhà cao cửa rộng để sanh lòng tham, nhìn xe đời mới đời cũ để sanh lòng ham muốn. Còn nếu người mù mà biết sống trong cái sự thức tỉnh của tâm mình, cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ đó là chân tâm á, thì đôi khi người mù sẽ giác ngộ trước chúng ta. Các vị về tu lâu rồi đâu có nghe sư nói tất cả chúng ta niệm Phật để vãng sanh cực lạc. Sư không nói câu đó đâu. Mà niệm Phật để nhớ chân tâm Phật tánh mà sống an lạc. Mà chân tâm là tâm bình thường, mà tâm bình thường nó không làm cho chúng ta đau khổ. Tâm bình thường là sao? Sư nói vậy là sao? Sư nói mỗi một con người đều có cái tánh giác nó sáng ngời như một viên ngọc. Ai cũng có hết. Mà người đó làm cơ quan chính phủ nhà nước, người đó làm trong ngành bộ đội, công an, người đó là một công nhân, một kỹ sư, một thầy giáo, một luật sư, hay là một người nghèo, một người mù đi bán vé số, làm bàn chải, làm nghề massage, đều có cái chân tâm Phật tánh đó. Mà hỏi ai sáng hơn? Chắc là cái Phật tánh của sư sáng hơn hả? Không có đâu. Đó là chân tâm Phật tánh thì đều là như nhau. Cái chân tâm Phật tánh nó sáng ngời như vậy đó để thấy là gì? Mỗi người đều có. Và những người mù sẽ thấy rằng con cũng có. Thế bây giờ một bạn sinh viên, hai người lên đây đứng. Sư bảo hai vị đó đều có Phật tánh. Phật tánh ai sáng hơn? Lập tức các em sẽ chỉ cái bạn sinh viên, nói bạn sinh viên là sáng hơn tại người kia mù. Nhưng thưa hai người đều có Phật tánh sáng ngời như nhau. Chỉ cần là người ta phải hiểu cái Phật tánh đó là gì và tu để cho tỏa ngời cái Phật tánh đó ra, hiển lộ ra, thì đều được an vui hạnh phúc như nhau cả. Chính vì vậy mà sư nói rằng ngôi chùa chúng ta từ lúc chưa có làm gì hết, từ lúc chưa có cái cổng chùa nữa, còn là một cái gì? Một cái nơi trồng toàn những cây xanh và những đám cỏ, cắm cỏ dại hoang tàn. Cho đến bây giờ sư vẫn nghĩ rằng ai về đây rồi cũng phải biết mình có chân tâm Phật tánh. Có những người làm nên tội ác. Nếu nói về thời Đức Phật còn tại thế, Ngài vô não từng giết gần 1000 người mà vẫn đắc quả là A-la-hán. Chúng ta chưa từng giết người, chúng ta chưa từng làm tội gọi là động trời để phải tù tội. Nhưng trong tâm chúng ta thì khởi nhiều ác lắm. Nằm ái dục, ham muốn, tham lam, ích kỷ, nói xấu, người cái tâm chỉ muốn hại người thôi đã là tội. Và sư nói những cái tâm mà nó khởi lên đều không phải là chân tâm. Khi chúng ta tạo tác, mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng, miệng nói, mũi ngửi mùi hương, thân xúc chạm, thì chúng ta tạo nên một cái pháp trần ở trong tâm. Ví dụ như các bạn sinh viên hôm nay nghe sư nói, em hôm nay sư khiển trách em, tại vì em vô đi nghe pháp mà tới 9 giờ, 10 giờ rồi, em không niệm Phật, em không tụng kinh gì hết, là tà em ăn sáng, em chơi, rồi em mới lên em ngồi, sắp hết thời tu rồi, cô rầy em như thế. Thì những cái lời nói đó nó sẽ đi vào trong tâm em, nó trở thành một cái pháp trần ở trong tâm. Em buồn, em nói ngày nào cũng đi nghe pháp, rất lâu lâu đi trễ một lần, sư rầy la. Về nhà em vẫn nhớ, chứ không có quên. Tại vì cái lời của sư nó đã đi vào tâm, nó trở thành là một pháp trần ở trong tâm, nó trở thành cái ý ở trong em. Cho nên em nhớ tới sư thì em lại buồn, và đó là pháp trần đã đưa vào tâm. Nhưng mà hôm nay sư nói, ồ cô Hồng nay tu rồi mặt sáng quá à. Nay là không có sắc sinh hại vật nữa, nay hiếu đạo thường xuyên nghe pháp, mặt cô sáng quá. Thế cô Hồng nghe vui hoài. Cái lời nói đó trở thành một cái pháp đưa vào tâm.
nhớ cái đó thấy vui. Nhưng mà khóa tu tới lại không nghe sư khen câu nào. Mình chào sư không ngó nữa, sư bắt nói chuyện với ai đâu á. Cái bắt đầu về lại buồn, nói vậy chứ sư này không có thiệt tình, bữa trước khen tôi chứ bữa nay không có nữa. Là vì mình cứ mang cái pháp đó đưa vào tâm mình, pháp trần là qua cái lỗ tai đưa pháp vào trung tâm. Rồi người ta mới nói, ôi chào chú Tịnh Độ nha, là một chú khiếm thị pháp danh Tịnh Độ. Chú mù mà chú nói chuyện hay quá, chú niệm Phật hay quá, chú dễ thương quá. Thì tuy mình mù mình nghe cũng thấy mát ruột nữa. Nay bà biết hôm nay tôi đi lên Thiên Quang tu á, mấy người sáng đó họ khen tôi mù mà niệm Phật hay, mù mà hiểu Phật pháp. Nhưng mà bữa sau leo lên xe người ta chửi quỷ mù, ma mù này kia khác nọ. Nó đời sao bất hạnh quá. Nó thấy nó chửi quỷ mù à. Đó. Thì tất cả những điều đó là cái gì? Là pháp trần. Chúng ta nghe vui và buồn, đó là pháp trần. Chứ không phải là chân tâm. Chân tâm là vắng lặng. Ai nói vui, ai nói buồn, ai nói xấu, ai nói tốt, lòng rất là thanh tịnh, vắng lặng, không có khởi lên niệm vui, niệm buồn, niệm xấu, niệm tốt gì hết. Đức Phật nè, chư Bồ Tát nè, chư vị A-la-hán, thánh tăng lúc nào cũng sống trong cái chân tâm đó. Cho nên các ngài lúc nào cũng dễ thương, lúc trí tuệ. Còn mình cũng dễ thương, mình cũng trí tuệ, nhưng mà nó phải như ý. Còn nghịch lòng, chúng ta buồn. Có người bỏ chùa mấy năm mà sư không biết tại sao. Ủa sao lâu quá sư không gặp. Nói thôi giờ con cũng bớt buồn rồi, con nói thiệt. Lên chào sư ba câu sư không ngó, sư cứ nói chuyện với cái người kia. Con tủi thân con bỏ chùa luôn. Mà thiệt sự sư có để ý đâu. Cho nên các vị phải tập bỏ cái pháp trần đi. Cái pháp trần làm mình vui, làm mình buồn. Và kể cả trong đời sống gia đình cũng vậy. Anh ơi, cơm lành canh ngọt anh ăn đi. Nghe xong mát ruột quá. Cho nên dân gian Việt Nam có câu, đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nhưng mà ngày hôm nay sao mà đầy những cao lương mỹ vị. Không, thịt ngon là lựa húp béo, cá tốt thì lựa con tươi, đem sắp lên nấu món này món kia, ngồi vô bàn. Nhưng mà sao không có những lời thân thương trìu mến. Hôm qua sao ông đi về tối dữ vậy? Thấy không? Tôi mắc này mắc kia. Thì người phụ nữ mới nói, ông đừng qua mặt tôi. Đó. Tôi còn biết ông là đi đâu. Con ruồi đi qua mặt tôi biết ruồi đực, ruồi cái. Thì bà ông kia mới dằn cái chén xuống một cái. Đàn bà biết cái gì mà nói. Thấy không nào? Hai bên bắt đầu là có còn thấy ngon lành gì nữa đâu. Trong khi cãi nhau qua lại như vậy thì con mèo nó nhảy cho nó xúc luôn con cá, nó đi luôn một hơi. Nó ra ngoài sân nó ăn một bữa no nê. Hai vợ chồng cãi nhau xong quay lại mâm cơm tan hoang hết rồi. Thì cũng là cái pháp trần, là mình vui xơi hết mâm cơm một cách ngon lành, mà pháp trần làm mình buồn, mèo nó ăn giùm hết. Thì cũng là pháp trần. Cho nên khi các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà tiếp xúc với các cảnh chung quanh, nó đưa vào cái ý thức của mình đó. Nhờ cái gì? Nhờ cái tánh biết mà mình biết. Nhưng cái tánh biết này nó không phải là chân tâm, mà cái tánh biết này nó bị nhuộm các pháp trần. Và mình cứ tưởng nó là tâm của mình. Cho nên sư nói một ngày mà có khoảng 10 người đến kiếm sư, thì 12 người nói sư ơi con buồn quá, nó đem pháp trần kể cho sư nghe không à, phải không nào? À, thì sư cũng phải là gì? Phải lắng nghe, rồi cái pháp trần nó cũng đưa vào trong người mình. Nhưng mà rồi mình phải hóa giải là mình biết tất cả đều là nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo của mỗi con người. Mà nhiệm vụ của sư á, các vị nghe pháp phải chuyển hóa, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, đó là để làm thanh lọc cái tâm, để chúng ta quay trở về với chân tâm. Niệm Phật cho nhiều
mà buông cái chuỗi xuống mà chửi rầm beng hết, thì pháp trần nó dẫy đời. Trong tạng thức của các vị chỉ toàn là các hạt giống xấu, cho nên niệm là niệm như vậy, nhưng mà cái hạt giống nó không có đủ gieo cho cái tâm của các vị được mát mẻ tốt tươi. Giống như là vay nợ tiền tỷ mà trả có mấy chục ngàn bạc vẫn khổ đau như thường. Trong đời sống của chúng ta, nhất là trong nhà Phật, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Có tội thì sám, mà thanh tịnh rồi là hết tội. Mà tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Tội thì tiêu mà tâm tịnh cũng không có nói tội mà cũng không nói tâm tịnh nữa, cả hai đều là không hết mới là chân sám hối là sao? Tội tiêu tức là mình đã sám hối rồi là mình hết tội, nhưng mà tâm tịnh là quá tốt. Nhưng mà Phật Pháp lại nói tội tiêu, tâm tịnh, cả hai là không hết mới là chân sám hối. Cái không này là gì? Là trở về chân tâm. Cũng không có nói là cô này thanh tịnh, này người này làm tội. Cả hai đều không chấp. Thanh tịnh trở lại sự vắng lặng. Đó là kết quả của thiền định, của niệm Phật, của trì chú. Trở về chân tâm. Nhà Phật không bao giờ chấp là cái người này là người xấu, đừng cho người ta vô chùa. Cái người này mù không biết gì mà tu cái gì. Những điều đó Đức Phật không có đồng ý cho chúng ta nói chuyện như thế đâu. Ai cũng có một viên ngọc, mà có viên ngọc bị dính đất, dính bùn, có viên ngọc đã sáng sẵn rồi, làm cho nó sáng thêm. Nhưng mà sư với các vị đây, giờ mình phải đồng ý với nhau một điều, là cái viên ngọc của chân tâm á, ai cũng có dính bụi, dính đất, dính cát, dính bùn. Có phải vậy không? Tại sao sư dám nói viên ngọc của con dính cát, dính bùn? Tại vì ai cũng còn buồn, ai cũng còn nghi ngờ, ai cũng còn lo lắng, sợ hãi, suy tư, là viên ngọc của mình còn dính nhiều thứ lắm. Còn cái khi nào mình cũng an vui, chưa nói cũng mỉm cười, nói xong cũng mỉm cười, mà cười thật lòng, không phải cười nhếch mép, cười khinh bỉ, phải không nào? Cười cay đắng, cười mà người ta nhìn ta tức lộn gan, không phải kiểu đó. Cái cười thật lòng hoan hỷ, mà lúc nào cũng vậy. Nhưng chúng ta nhìn các bậc chân sư, ta không nói mà mình thích gần, là bởi vì tâm người ta không có khởi lên cái niệm gì hết. Trên các vị thấy mình không nói gì hết mà ta thích lại gần mình, là bởi vì cái tâm mình nó vắng lặng, bình yên, thì cái tâm từ nó dạt dào. Còn có người ít nói mà ai không thích lại gần, tại vì ít chứ mà đụng vô là mệt à. Đừng có đụng tới à, đụng là rất mệt. Cho nên đừng có nói cái người ít nói là hiền hay dữ, và đừng có nói người nói nhiều là dữ hay hiền. Đừng nói mắt mù mắt sáng, mà ở cái chỗ cái người đó có sống với chân tâm của mình nhiều hay ít. Hôm nay là người khiếm thị nghe một bài pháp bắt đầu là lên lớp 1 rồi đó, hết sơ cấp rồi đó. Bài pháp hôm nay là sư nói tôi mù chứ mà tôi có Phật tánh ở đây này nghe bà cũng có. Cho nên mình còn cãi lộn nhiều, tức là mình sống với ma quỷ nhiều. Mà mình nhường nhịn tha thứ cho nhau là mình sống với Phật tâm, Phật tánh nhiều. Chứ đừng nói Nam Mô A Di Đà Phật để đi về Tây Phương đi, sống cõi này khổ quá. Bây giờ không có nói câu đó nữa. Cõi nào khổ? Khổ là do chính mình mà nói cõi nào. Ở đây cãi nhau không đã, về Tây Phương cãi lộn à? Không sửa tâm sửa tánh rồi Phật rước về Tây Phương để trên nó cãi nhau sao? Đừng có nói như thế. Cho nên sư muốn nói, dù cái pháp tu nào cũng không bằng cái pháp sám hối. Bởi vì sám hối là mình tẩy thanh lọc các cái nhiễm ô, tham, sân si, sân hận, si mê. Tham không cứ là tham tiền, nghe chưa nào? Bất cứ một cái trạng thái chấp ngã nào cũng là tham. Mình là đúng, mình là trên hết, là tham nhất. Tham thứ hai, thấy của người cũng tham, mà thấy của mình cũng chà, mình chết không biết cái mớ này đi về đâu. Tham sống không được, chết không yên. Cái tham thì muôn đời cầu để được mà sao vẫn không được, nên khổ.
Cái tham cứ lúc nào cũng sống với người mình thích, còn hơi ghét là muốn đẩy người ta ra khỏi tầm mắt của mình. Cái tham nó sanh ra vô vàn thói hư tật xấu. Chỉ các vị đừng có nói thưa sư đời con không bao giờ biết ngó tới tiền của ai. Không phải chừng đó đâu. Đúng là không ngó tiền của ai, nhưng mở lời ra là người ta muốn chết. Cái tham nó mới là dễ sợ. Cái tham mà mở miệng ra còn hơn ngàn mũi dao. Cái tham nó mới kinh khủng. Còn cái sân là từ đâu? Tham ái, ham dục, ham muốn mà sân. Tại trên đời này không có bao giờ muốn mà được. Muốn được chừng 5%, 3% thôi, chứ mà không bao giờ có cái chuyện 100%. Cho nên cái số mà không được đó, như ý đó sẽ sân lên. Si mê là gì? Cái si mê là gì? Là luôn luôn sống với ảo tưởng. Ngồi đây cứ suy nghĩ cái chuyện chiều nay, ngày mai, bao giờ đi Mỹ ha, bao giờ đi qua Hàn Quốc một lần cho biết ha. Rồi mà ngồi đây chứ mà nghĩ chà cái cung trời tiên đẹp lắm, không biết đẹp như thế nào. Nghĩa là cái đầu mình nó chạy ngàn ngàn các cái chủ đề ở trong đó, như là dòng thác tuôn chảy không ngừng. Về duy thức người ta có một cái câu là dòng thác bộc lưu hằng chuyển, tức là thác nó tuôn, tuôn không ngừng là hằng, mà chuyển là nó thay đổi liên tục. Thì cái tâm của chúng ta nó không ngừng và chuyển đổi liên tục. Vì vậy chúng ta phải có niệm Phật, chúng ta phải có ngồi thiền để lắng lại, dừng lại. Các bạn sinh viên nghe sư giảng mà có nhiếp tâm nghe hay không là sư biết. Tại vì cái ngồi đó chứ mà cặp mắt nó đảo, đảo, đảo như vậy là biết đang nghĩ 100 chuyện đó. Vì vậy người ta phân biệt Đức Phật với lại một con ma nó giả làm Phật là qua cặp mắt. Một vị thì chỉ bằng tâm từ, rất là chánh định, trên cặp mắt cũng vậy. Còn vị có thể đẹp hơn Phật luôn, mà cặp mắt quá sức là giả hoạt. Nó đảo, cái tâm nó hiện trên cặp mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cho nó giả hoạt, nó chạy không ngừng. Mà chạy một hồi mệt thì ngủ. Cho nên mở thì liếc, mà nhắm lại thì ngủ. Chứ không có phải nhắm mắt là chánh định. Còn người mù mới là mệt đó chứ. Lúc nào cũng thấy thiền định hết mà không biết ở trong là cái gì. Cho nên lâu lâu người mù sư nói vỗ tay lên đó chứ. Sư nói người mù vỗ tay lên để làm chi? Để biết là người mù không có ngủ. Và người mù đang nghe, và người mù đang tiếp thu lời sư giảng. Còn người đây nè, mà mắt mà ngủ một cái là ngại quá trời, ngồi ngay trước mắt mà ngủ không thấy. Còn bên mù là quá lời. Đã dậy đeo cái kiến đen nữa là thôi ngủ nguyên giấc. Làm nguyên giấc mở mắt ra phát cơm cho ông. Vậy chứ mà đến cái thời phát quà, thưa sư con mới có một cái bao thư à, tức là hoàn toàn không ngủ. Giờ phát quà là hoàn toàn không ngủ. Vì mình nói thiệt đi ha, không có gì buồn. Cho nên tại sao các vị phải chánh tâm để nghe pháp, phải đi vào tập ngồi thiền 5 phút cũng phải ngồi. Đừng có đợi giống như trong thiền viện ngồi nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, không có đâu. Các vị ngồi cho sư vài phút cũng là những giờ phút quý giá. Mà khi ngồi là gì? Tâm không có chạy, ngồi yên, lắng lòng, thanh tịnh. Người sống trong chân tâm là gì? Không có niệm gì khởi lên hết á, là vô niệm. Mà chừng nào mới được cái vô niệm đó? Chừng nào ngồi mà không có cái pháp gì mà khởi lên trong tâm mình? Khó quá đi thôi. Đó. Cho nên sư mới tập cho các vị ngồi cho sư á. Cô Hương Hiếu cho các vị ngồi cho sư 5 phút thôi. Ngồi chi nhiều, lát người mù ta ngủ hết trỏng mình đâu có biết. 5 phút được rồi, lưng phải thẳng, vai phải cân bằng, chánh niệm cho sư. Thế rồi còn niệm Phật, sư nói thiền, rồi sư nói niệm Phật, rồi sư nói trì chú, sư nói nhiều thứ quá vậy. Sư nói cái nào nó cũng đưa về cái chánh niệm của chân tâm. Ngồi thiền thì phải biết, nhờ cái tánh biết, cái tánh sáng, cái tánh giác ngộ, chính cái gì nó khởi lên mình biết đó là vọng. Còn người điên là thôi thua rồi các vị ơi. Họ bị một cái nghiệp
Tâm trí họ không sáng suốt, cho nên đành chịu. Người điên là không khó độ rồi, tội lắm. Còn chúng ta đó, mù có tật nguyền đó, nhưng chúng ta nghe được. Và sư nói, bây giờ cái tâm của các vị hít vào những cái sự trong sạch, thanh tịnh, và thở ra một làn khói đen của nghiệp chướng ô uế nặng nề. Rồi hít vào, thở ra, các vị làm được. Còn người điên sư nói họ có thể, sư đang nói họ chạy lên họ đánh sư, tại vì họ có biết gì đâu. Còn người mù mình vẫn còn tánh biết. Còn người điên là tánh biết đã bị lá thác loạn rồi, đã bị loạn tưởng, loạn tâm rồi. Còn người mù vẫn còn ngon lành lắm, tánh biết rất là sáng, tánh nghe rất là rõ, và tánh thấy tuy mù nhưng tánh thấy vẫn hiện hiện. Nhân sư mới nói mắt mù mà tâm không mù. Còn chúng ta đầy đủ các căn thôi, nhưng mà có thể có những người nghe là nghe thế thôi, cuối cùng nghe thời pháp bữa hôm nay có cái gì hên không, có cách nào để tiền nó vô không? Không có đâu. Không có những chuyện hứa hẹn hão huyền. Tất cả chúng ta ngồi mà thanh tịnh, đó là chúng ta đẩy đi bớt các quả báo, các nghiệp chướng của mình. Thay vì tạo tác bởi thân, bởi miệng, bởi ý, chúng ta ngồi đây là chúng ta không tạo tác, ít nhất là như vậy. Các bạn sinh viên bây giờ ngồi chứ rời ra là miệng nói đủ thứ hết, phải không nào? Chụp hình á là hai ngón, ba ngón gì, sư không hiểu là cái gì. Sư nói tại sao là phải làm những cái ngón tay như vậy, sư cũng không hiểu là cái gì. Nhưng tất nhiên là không có chuyện đứng yên rồi. Tay là chân là đầu là ngúc quắc, nghĩa là chúng ta luôn luôn sống trong trạng thái bị chi phối bởi pháp trần. Nhưng mà Đức Phật rất từ bi, cho nên nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì không có nói là bao nhiêu triệu kiếp sau mới thành Phật. Tại sao người ta nói kiếp này có thể thành Phật? Là chúng ta sống với chân tâm là thành Phật. Các vị nghe rõ chưa? Chứ nói sư ơi, bây giờ con còn tu lâu lắm mới giải quyết cái cục nợ. Đó là ông chồng mình á. Đó. Ông đeo tới giờ này kiếp sau còn gặp nữa. Biết chừng nào con mới đi tu. Rồi biết chừng nào con mới thành Phật. Không có. Không có chuyện đó. Chúng ta vẫn sống với chồng, với con, với tất cả những món nợ cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn có thể thành Phật nếu luôn luôn sống với chân tâm. Nhưng mà khó lắm là bởi vì tập khí. Vì vậy phải tập. Tập bằng gì? Bằng thiền định, bằng niệm Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tại sao niệm Phật là vô lượng thọ? Đấy thưa sư, nhờ niệm Phật cái con tăng tuổi thọ trật lất, tới ngày vẫn đi, phải không nào? Hôm nay người thân còn thấy nhau, mai biệt ly. Chuyện vô thường tất nhiên sẽ đến. Cái vô lượng thọ đó là tánh Phật, thì chiếu sáng vĩnh hằng không bao giờ tắt. Vô lượng quang đó là trí tuệ. Sống với chân tâm thì phải trí tuệ rồi. Còn chúng ta hả, pháp trần nó chi phối cho nên u tối. Thấy vàng sáng mắt lên cho nên tối hù luôn. Thấy chưa nào? Muốn làm chuyện bậy để cướp. Thấy người đẹp là muốn chiếm hữu dù không phải là vợ mình. Thấy tài sản là cảm thấy mình khổ vì biết chừng nào mới có cái tài sản đó. Nghĩa là nghe cũng sanh tâm, thấy sanh tâm, ăn miếng ngon hôm nay, mai miếng ngon hơn. Cho nên bây giờ chẳng hạn như những nước mà người ta cho là văn minh như Nhật Bản chẳng hạn, thức ăn của họ bây giờ đó hả? Ếch, cua, tôm mà ăn sống tất cả. Tức là ăn tươi, nuốt sống, đó là những món ăn cao cấp trong các nhà hàng thượng lưu. Cái lòng tham muốn con người ăn mãi những cái món này nó chán rồi. Bây giờ lạ là phải ăn sống mới là lạ thôi. Mà bây giờ trong nơi sư xin nói, những người khiếm thị đang ngồi đây rất là nhiều người ăn chay trường. Sư nói cho đạo chúng biết như thế. Tại sao sư biết các vị không? Các vị có biết sư biết chuyện đó không? Cũng không có bao giờ kiểm tra được hết đâu. Nhưng có lần có người hảo tâm mang quà lên cho. Có khi thì mang lên trước, có khi đến giờ phát mang lên. Thì có cái gì sư phát cái đó. Sau khi người mù đem về rồi, thì ngày hôm sau họ điện lên chùa.
Sư ơi sư, con ăn chay trường lâu rồi, sao sư cho con mì tôm? À, sao sư cho con nước mắm vậy sư? Nhà con ăn chay trường mà sư. Đó. Trong khi đó, mình nói bây giờ ăn chay nhiều lắm sư ơi, đâu cũng ăn chay hết. Nhưng mà cứ mỗi lần sư lên máy bay, sư thấy có mình sư ăn chay à. Cả cái máy bay á, có mình là thức ăn chay. Còn bao nhiêu? Bò hay gà? Gà. Gà hay bò? Bò. Cho nên nói ăn chay nhiều cũng chưa đâu. Có phải vậy không? Vẫn còn thích ăn thịt chúng sanh. Nhưng mà sư nói Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có chân tâm. Cho nên phải quay về chân tâm đó. Mà thấy người ta xấu cũng chưa phải là xấu hẳn. Thấy người ta tốt cũng chưa biết ngày mai còn giữ được cái tốt đấy không. Cho nên đạo Phật hết sức tuyệt vời. Có nhiều người thấy cái người đó ác, xấu, trộm cắp thì xua đuổi đi. Trong khi chỉ có đạo Phật là đề cao cái tính nhân bản về mặt giáo dục. Cho nên sư nói những ai mà làm nghề vô đại học sư phạm, các bạn sinh viên mà học ngành sư phạm kỹ thuật, sư phạm ngoại ngữ hay là học viện hành chánh, học viện quốc gia, đại học bách khoa gì, mình cũng là một người thầy. Mà một người thầy đó muốn thành tựu là vấn đề giáo dục nhân bản, vấn đề hàng đầu. Bất cứ ngành nghề gì mà chúng ta muốn tồn tại an vui và hạnh phúc trong cuộc sống, phải nhân bản và đạo đức ở hàng đầu, chúng ta sẽ bền lâu. Có thể một người bán rau mà vẫn là một người thầy, tại vì họ sống quá lương thiện, nhân ái. Sư nói có rất là nhiều người mù nè, mà sư thương lắm. Họ đi xe ôm lên đây để xin sư tụng một thời kinh, rồi cúng dường sư mấy trăm ngàn đồng. Những cái tờ tiền nó nát, nó nhầu, bởi vì là họ phải dành dụm rất nhiều ngày. Sư lại cho lại tiền và quà. Họ nói, con mới cúng sao sư lại trả lại con? Sư bảo tiền sư khác. Cái bắt đầu rờ rờ, à con biết rồi, tiền sư mới hơn tiền con. Mà quả là như vậy. Cho nên người ta mù, người ta làm ăn khó khăn, nhưng mà người ta vẫn biết hãy làm những điều gì để tích lũy công đức. Đó là cái chân tâm người ta đang từ từ hiển lộ. Vì vậy, ở trong nhà Phật, nó có những câu chuyện hết sức tuyệt vời, và sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện như sau. Câu chuyện thiền này trích ra từ cuốn Collection of Stone and Sand, tức là góp nhặt cát đá. Câu chuyện thiền xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 do thiền sư Muchu viết bằng tiếng Nhật. Vị thiền sư đó tên là Sasekisu và người dịch là Bonres, dịch sang tiếng Anh. Cái câu chuyện nó như thế này mà sư rất là cảm động. Zenkai là con trai của một hiệp sĩ Nhật và cũng là người hầu cận của một quan chức cao cấp tại đó. Nhưng khi làm hầu cận của một cái quan chức rất là lớn, ông ta có tất cả mọi thứ, tiền bạc, vật chất và kể cả gái đẹp. Nhưng Zenkai vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên đã ngoại tình với cả vợ viên quan chức luôn. Nhưng đã bị phát hiện. Để tự vệ cho mình, hắn giết luôn sếp của mình rồi chạy trốn cùng với vợ của sếp. Các vị nghe có thấy tội không? Quá tội, tội lỗi. Được chưa nào? Sau này hai người trong sự lưu lạc sống với nhau bằng sự ngoại tình như vậy đó, họ cảm thấy rất là thỏa mãn. Nhưng không lâu, chẳng có gì để sống, chẳng có đất dung thân, trở thành hai tên trộm, trở thành đầu trộm đuôi cướp rồi. Nhưng người đàn bà đó càng ngày càng lộ ra những bản tính quá sức tham lam. Bởi vậy đó mà mỗi lần nói chuyện đàn bà hay đàn ông á, sư ngại lắm. Nói chữ đàn ông hãy nhớ cha mình, nói đến đàn bà là mình nghĩ tới mẹ mình. Cho nên đừng, người đàn ông đừng có chửi đồ đàn bà thế này thế nọ. Đàn bà là có mẹ mình trong đó. Mà người phụ nữ chửi đồ đàn ông thế này thế kia, hãy nghĩ đến cha mình. Trên những câu chuyện mà họ nói người đàn bà tham lam, sư cảm thấy rất là đau lòng. Thì cái câu chuyện này, hai người sống với nhau một thời gian, bắt đầu Zenkai bỗng cảm nhiên quá chán nản, bởi người vợ
mà anh ta ngoại tình vợ của viên quan chức đó, sống với anh ta một thời gian đã lộ ra những bản tính quá sức tham lam. Ví dụ anh trộm về đủ sống rồi, bà bày cho ông nhiều cái trò là rất là kinh khủng để mà có nhiều của cải hơn. Mà những cái chuyện mà bà bày ra là ông lúc nào cũng gì? Ban đầu thì thán phục, sau là kinh tởm. Phải, ông phải nói đây không phải là người đàn bà, là một con quỷ đang sống với mình, một con quỷ tham lam. Cho nên hai vợ chồng sống với nhau, muốn tôn trọng nhau là phải biểu hiện những tánh tốt với nhau. Ban đầu thì quá tốt, sống ra mấy mặt con rồi bắt đầu biểu hiện tất cả mọi thói hư thật xấu. Cho nên quay lưng đi, người chồng mới nói đàn bà thật gớm thay. Rồi quay lưng đi, người đàn bà sẽ nói chồng mình thật gớm thay. Mình không nên sống như thế. Càng sống lâu với nhau, càng tôn trọng và càng học những tánh tốt ở nhau. Cho nên khi mà người đàn bà này đã đi theo gen cai vì lòng tham dục phản bội chồng, giết chồng, rồi sống chung lại thể hiện những tính cách quá tham lam, làm cho gen cai ghê tởm và càng từ yêu thương trở nên kinh ghét. Cuối cùng không còn chịu nổi, gen cai bỏ người đàn bà ấy mà ra đi một nơi thật xa, đến tận tỉnh Bunsen và trở thành một hành khất cô độc lang thang. Vị nghe tới đây có rõ chưa? Nghe câu chuyện nha. Cho nên á, cái câu chuyện nào cũng nhớ đó, mình tạo cái gì rồi đó, rồi đó. Mình quăng một cái cục đá ra là chính mình vấp té vì cục đá đó chưa? Người đàn bà tham lam giết chồng đã trở thành một người cô đơn đau khổ nhất trên đời. Vì Gen Cai là một chàng hiệp sĩ oai hùng, cái nó bỏ rồi thì coi như cái bà này làm được cái gì nữa đâu. Bản tính quá tham dục và tham lam như thế. Và lúc đó các bạn có biết không, Gen Cai một mình lang thang và bắt đầu một ngày kia, anh ta nghĩ cuộc đời mình sẽ đi về đâu, phải quay lại sống như thế nào, chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Nghĩa là khi ngồi một mình để suy tư, để sống trong cái sự nhìn thẳng vào tâm mình. Chúng ta hay nói chỉ là ngồi thiền á, thiền là nhìn lại tâm mình. Thì anh ta thấy mình tội lỗi quá và quyết định hồi đầu hướng thiện. Đó là cái chân tâm của anh ta bắt đầu hiển lộ ra. Một kẻ giết người, một kẻ tà dâm, một kẻ trộm cướp vẫn hồi tâm. Huống chi con mình, chồng mình, bạn mình đừng có ghét ai hết trơn á. Đấy chưa? Người chung quanh đây mình ghét thì làm sao mình thương được cái kẻ ác nhân ngoài kia? Cho nên Gen Cai đã quyết tâm trong cuộc đời còn lại phải làm được một việc thiện gì đó. Biết rằng một con đường rất nguy hiểm treo leo trên vách đá từng là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người và làm cho nhiều người bị thương, nên Gen Cai quyết tâm mở một con đường hầm xuyên qua núi. Thay vì muốn vượt qua con đường đó, người ta phải trèo qua núi và mất mạng, Gen Cai phát tâm làm con đường hầm vượt qua núi. Không có tiền bạc, không có một cái gì trong tay, không có bạn bè, đúng hơn là một tên sát nhân đang lẩn trốn. Cho nên ngày thì đi xin ăn, đêm về Gen Cai mài miệt đào con đường hầm trải qua 30 năm. Vị thấy không? Đừng có bao giờ nói cái người đó xấu xấu. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mới biết đó là ai. Con đường hầm đó dài 2.280 feet. Như vậy là 2.280 feet mà nhân cho 0.4 là bao nhiêu con? 10 km. Con đường hầm đó 2.280 feet là gần 10 cây. Nhưng mà đào ở vách đá bằng những dụng cụ thô sơ, cao 20 feet, rộng 30 feet. Tức là còn chiều cao, chiều rộng nữa. Giống như là một con kiến mò mẫm, dùng cái càng bé nhỏ của mình mà khoét cái đường hầm đá đó. 2 năm trước khi hoàn tất công trình, tức là gần 30 năm mới xong con đường đó, lầm lũi một mình mà làm. 2 năm trước khi hoàn tất công trình,
Người con trai của cái viên quan mà bị Zenkai giết ngày xưa đó, tức là ở bên Nhật Bản đó, một khi á mà họ bị người ta giết cha giết mẹ, tinh thần hiệp sĩ là phải trả thù, phải giết kẻ thù để trả thù cho cha, giống như là chuyện kiếm hiệp của Tàu là phải trả thù. Cho nên con của cái viên quan chức mà ngày xưa bị Zenkai chết á, nó lớn lên thành một hiệp sĩ và nó quyết tâm kiếm Zenkai để trả mối thù xưa. Thì phải 32 năm mới hoàn tất cái con đường hầm đó. Thì đúng 30 năm, cái người con trai của viên quan chức đã kiếm ra Zenkai, đã truy tìm ra. À, đây chính là người đã giết cha ta. Ta đến để trả thù cho cha. Rất là cao thượng, nói chuyện trực tiếp như thế. Đấu kiếm, chứ không phải đâm vào sau lưng đâm tới, không phải. Zenkai mới nói, tôi sẵn sàng trao mạng sống của tôi cho anh, vì tôi đã từng giết cha anh. Nhưng tôi xin anh hãy cho tôi làm xong công việc này. Khi con đường này hoàn thành, anh đến để giết tôi không cần thông qua đấu kiếm. Tôi nạp mạng cho anh để anh trả thù cho cha. Nhưng cũng phải còn 2 năm nữa, cái con đường qua núi mới hoàn thành. Người con trai đó cũng rất là quân tử, đồng ý và chờ đợi. Cứ nhiều tháng trôi qua, ngày thì Zenkai đi ăn xin, tối thì bắt đầu cày cục đào cái đường hầm đó. Cho nên cái ông mà con của cái viên quan đó, chờ riết và quá sức chán nản, cái cảnh ăn không ngồi rồi. Cho nên ông nghĩ nên phụ giúp Zenkai làm cho lẹ. Thay vì 2 năm, có thể còn 1 năm thì mình chặt đầu nó một cái là mình trả thù cho cha, mình yên tâm mình về. Cho nên mới nói Zenkai, từ hôm nay tôi với ông cùng đào hầm. Trở nên rất là nhanh là bởi vì sao? Là cái ông kia không phải là người bất hợp pháp đó, cho nên có thể làm mọi việc một cách tự tại hơn. Nhưng mà sau khi giúp cho Zenkai đào cái con đường hầm đó, 1 tháng, 2 tháng, rồi đến 1 năm, tự nhiên người con của ông quan viên chức đó, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ ý chí mãnh liệt và nghị lực của Zenkai. Cứ mỗi khi ông ta mệt, muốn nghỉ, thì Zenkai lại nói, việc hôm nay chưa xong. Chúng ta nói phải đào từ đây đến đây, chúng ta phải làm xong. Đào đường dài, đường cao, đường rộng, 3 chiều. Chưa xong. Thì càng lúc á, khi ông con của người viên chức càng quá sức ngưỡng mộ vì ý chí và nghị lực của Zenkai. Mà cuối cùng thì con đường hầm cũng đào xong. Và mọi người có thể sử dụng nó đi lại an toàn mà không cần trèo lên trên các vách núi. Lúc bấy giờ Zenkai nói, công việc của tôi đã hoàn tất, hãy chặt đầu tôi đi, tôi đã mãn nguyện rồi. Mình chắc có cái nước không có chuyện đó phải không nào? Trốn chui trốn nhủi mà trong khi trốn có khi còn gây thêm mấy cái án nữa. Còn đây là người ta chấp nhận, là người ta làm tội, người ta phải làm việc thiện để sám hối. Và sau khi sám hối, tôi là người đã gây tội, hãy chặt đầu tôi đi. Và với đôi mắt đẫm lệ, người đàn ông trẻ nghẹn ngào nói, làm sao con có thể cắt đầu vị thầy của chính con? Sư rất xúc động. Một kẻ tù nhân, kẻ thù giết cha mình, mà cuối cùng kẻ đó trở thành người thầy trong cuộc đời bởi nghị lực, ý chí, niềm tin và lòng thành tâm sám hối, đã làm cho người con của viên quan kia hết sức ngưỡng mộ và cảm thấy trong cuộc đời mình không có thể đi đâu mà kiếm ra một người thầy vĩ đại như Zenkai. Vì vậy, với đôi mắt đẫm lệ, ông ta quỳ xuống và nhận Zenkai là người thầy trong cuộc đời của mình. Cho nên người ta nói lấy từ bi hóa giải hận thù. Ai cũng học thuộc lòng cái câu đó hết á. Nhưng không bao giờ hóa giải được. Bởi cái người mà tạo tội á, có thành tâm đâu mà người ta hóa giải. Có tới gần để muốn nói một câu hóa giải, thì cái người tạo tội đó
bắt đầu sanh tâm nghi ngờ, mày đến gần tao để làm gì đấy? Không bao giờ hóa giải được. Nếu bằng tâm thần thì cả hai cái chân tâm đó sẽ gặp nhau và hòa nhập nhau, sáng ngời, tràn đầy yêu thương. Như vậy, cái câu chuyện đó là vấn đề của tội lỗi. Bắt đầu là tà dâm, cưỡng đoạt, phản bội, giết người, trốn tránh. Đó là tội lỗi. Rồi hình phạt của cuộc đời, sống nghèo nàn, như một kẻ hành khách đi từ con đường này sang con đường khác. Đó là hình phạt của cuộc đời dành cho những kẻ phạm tội. Rồi cuối cùng là gì? Sám hối. Mà nếu sám hối thành tâm thì tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Mà tội tiêu, tâm tịnh, thảy đều không, là bởi vì cái ông Gen Cai lúc đó cũng chẳng còn nghĩ gì, đã hoàn tất tâm nguyện của mình trong cuộc đời. Cho nên tội cũng đừng nói, mà tâm tịnh cũng đừng có bàn. Ông ta đang là một vị Phật xuất hiện trước mặt chúng ta, giống như bóng mát bỗng nhiên tỏa rợp đạo tràng nơi đây. Như vậy đạo Phật không có quan niệm có quỷ thần hai vai hay một thần thánh nào đó ở bên ngoài để ghi nhận việc ác, việc thiện của quý vị. Mày làm ác đi ngang, rồi ông ghi sổ nữa, ông tính sổ với mày. Không có ai ghi bằng chính tòa án lương tâm của mình cả. Cho nên có một người phụ nữ lên nói chuyện với sư rằng bạn con đã ngoại tình 3 năm rồi mà may thay là chồng nó không biết. Nói một cách rất là thích thú. Và thật sự nếu mà sư không kịp làm chủ mình thì trong tâm của sư đã khởi lên một niềm kinh tởm. Nhưng mà sư phải kịp thức giác cái tâm mình. Đó cũng chỉ là tập khí, lòng tham dục của con người mà thôi. Và kết quả bây giờ là sao? Thưa sư, sau 3 năm người bạn con muốn hồi đầu nhưng không thể được, vì cái người thứ ba kia không bao giờ cho phép bạn con hồi đầu. Nó bắt bạn con phải đi đến quyết định phải ly dị chồng và phải thật sự sống với cái người đàn ông thứ ba đó. Tức là ban đầu tính vui chơi, tội lỗi được che lấp và không ai biết, và cảm thấy mình quá lời khi một con người sống có 2-3 cuộc tình, 2-3 người đàn ông yêu quý. Nhưng cho đến khi một tòa án lương tâm nó mở ra, mình phải sống như thế nào để làm gương cho các con, muốn quay trở về con đường sống đúng cái lương tâm chánh thiện của một người phụ nữ thì không thể quay về. Bởi vì người đàn ông kia nói, mày mà bỏ tao, tao sẽ giết mày, tao sẽ cho chồng mày biết tất cả những gì trong những năm qua, sau khi tao cho biết xong rồi tao sẽ giết mày. Và đến hỏi sư là sư có pháp thuật nào để hóa giải không? Đó là những con người nhìn đạo Phật là một cái đạo thần thánh nào đó có thể ban phúc giáng họa cho ai đó. Sư xin thưa, điều đó không có đâu. Cứ mong sẽ có ai ghi sổ, có mong có một vị thần nào đó để mình cúng kiến, rồi cái vị thần đó sẽ bênh vực mình. Chúng ta phải bỏ những cái tư tưởng đó, bởi vì con người ta an lạc khi thật sự sống với chân tâm. Còn cho dù muôn đời tội lỗi không ai biết, nhưng chúng ta vẫn có một cái vướng bận, đó là cái pháp trần nó không buông tha. Cái pháp trần lúc nào cũng khởi lên á. Người không có tội, các vị biết không, ngồi thiền vô cùng sung sướng. Ngồi vô nè, chánh niệm nè, bắt đầu quán sở tức ha, hít nè, thở, hít, thở một hồi. Nó lăng xăng lộn xộn một chút rồi nó dọn dẹp hết, rồi nó vắng lặng, yên ổn. Và mình sống vô cùng thanh thản trong cái sự thiền quán. Thiền chỉ, tức là dừng lại, rồi sau đó thiền quán hay thiền định, là tùy theo cái khả năng tu tập của mình. Nhưng các vị có biết không,
cái người đã tạo tội, chứ dù cái tội đó không ai biết, chúng ta khó mà thanh tịnh để tu tập. Vì vậy, đến với Phật Pháp, sám hối. Sám hối rồi là thanh tâm thanh tịnh thì tội liền tiêu. Tội tiêu rồi chúng ta yên tâm mà tu tập. Cho nên, cuộc sống của người con Đức Phật, hãy nhớ rằng mọi hành vi tạo tác trong cuộc đời đều để lại dấu ấn trong kho chứa của mình. Đó là tạng thức, a lại gia thức. Ai cũng có cái kho đó hết. Giống như chùa cũng có cái kho chứa gạo, chứa nước tương, chứa mì gói, chứa đường. Hôm nay sư nói 400 mà đến 500 vẫn phải có quà cho các vị. Phải có kho chứa chứ. Chứ lúc đó rồi nói, Huệ đi ra mua cho sư hả? Đâu có được, phải có sẵn. Cái kho của sư sẵn để làm việc thiện. Còn cái kho của chúng ta hả? Không phải để làm việc thiện đâu. Mà cái kho đó chứa tất cả mọi chuyện ác và thiện ở trong tâm của các vị. Nếu ác nhiều hả? Chúng ta chẳng có được sự bình yên. Và nếu ác nhiều đó thì cũng cái kho đó dắt các vị đi đầu thai một kiếp sống đau khổ trong kiếp sống kế tiếp. Chúng ta sống ở đây, ý thức dắt các vị trôi lăn trong pháp trần. Mạt na thức, ngã ái chấp tàn, tức là cái mình là trên hết, mình là giỏi nhất, mình là tuyệt vời, nó chi phối. Rồi cái thứ hai nữa, cái này đẹp nè, cái này của mình nè, cái này mình thích nè, ý thức. Hai cái đó đều xúi dục mình làm tất cả những việc tội lỗi. Làm xong rồi nó tạo thành cái dấu ấn nó cất vô kho. Kho càng ngày càng nhiều. Mà nếu mở ra coi, thì trời ơi nó vừa tanh, nó vừa xấu, nó vừa gớm ghiếc tội lỗi vô vàn. Sư nói đến đây, các vị khiếm thị nghe có kịp không? Như vậy đó, mình mắt mù, cái kho của mình chứa toàn hạt nhân tốt. Mà nếu người mắt sáng, cái kho chứa toàn hạt nhân xấu thì sao? Cho nên mắt mù mà tâm không mù, mắt sáng mà chẳng biết đi địa ngục lúc nào. Mà hạt nhân của chúng ta ở trong cái tạng thức đó hả? Chúng ta làm, bởi vì tại sao mà các vị phải tu tập? Đến với Phật Pháp là quy y Tam Bảo. Quy y phải nương Tam Bảo mà làm các việc lành, tránh xa các việc ác. Nhưng mà sư chỉ mong người mù là giờ dừng việc ác thôi, thì khoan nói làm việc lành. Cứ việc ác là không làm cho sư. Tập miết rồi đó, trong tạng thức các vị sạch sẽ. Ngừng việc ác đi. Còn các vị đã được huân tập trong chánh pháp nhiều, công đức nhiều, thì ngừng việc ác, làm các việc lành. Nhưng mà ai nói người mù không làm lành? Nó làm nhiều việc lành lắm à. Ta cúng 10.000 đồng xây chánh điện, mà trong khi ngày đó người ta không có đồng nào, thì cái 10.000 đó cũng khác gì một đồng bạc mua dầu của cái bà thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta làm các việc lành để huân tập các hạt giống tốt trong tàng thức. Mà cái kho đó ai cũng có, cái a lại gia thức đó, cái tạng thức đó ai cũng có hết, ý thức ai cũng có hết, rồi mạt na thức ai cũng có hết. Mạt na thức là mình là trên hết, chấp ngã. Ý thức là gì? Là cái biết, thấy cái này đẹp, cái này xấu, cái kia nhiều, ít. Sanh tâm, yêu thương, ghét bỏ, hận thù, chán nản, phe phái là từ cái biết đó. Nhưng cái biết đó không phải là tâm của mình đâu, mà đó là vọng tâm. Còn chân tâm á, là vắng lặng, giống như là Thanh Hằng dắt bé đi. Từ sáng giờ nó ngồi nó nhìn này nhìn kia mà cặp mắt của nó hết sức hồn nhiên. Nó thấy người mù cũng như không mù. Nó thấy bông đỏ, bông vàng thì cũng giống như cây xanh ngoài kia. Nó chẳng có xanh cái tâm gì hết. Nhưng mà sẽ có những người ngồi nhìn. Thấy chưa nào? À, hôm nay cái chánh điện cao lên khúc rồi. À, sư hình như hôm nay gầy hơn bữa trước. Quà bữa nay hình như là có
có cái mền ở trong, chưa nào? Phạm đạo tràng hôm nay hình như là thanh tịnh hơn bữa trước, cơm bữa nay là hình như cơm cũng có hột sống hột khê, tức là mình sanh cái này cái kia trong phân biệt tất cả mọi pháp. Như vậy, theo quan điểm của nhà Phật, mỗi cá nhân sẽ tự nhận các sự báo ứng tùy theo hành vi thiện ác của mình trong cuộc đời. Gây tội ác, nhận lãnh quả báo tương xứng với tội ác của mình đã gây trong quá khứ, nhưng không do một thế lực bên ngoài nào giáng xuống, mà do chính sức bật của quy luật nhân quả chi phối chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, pháp thoại này, sư muốn các vị lưu tâm một điều hết sức quan trọng, đó là chân tâm. Các vị vỗ tay làm cho sư mãn nguyện quá. Các vị có theo dõi, các vị có biết sư đang muốn nói gì? Tại vì chúng ta phải tập sống với chân tâm, ăn cơm cũng trong chân tâm, nhận quà cũng với chân tâm. Cho nên người ta chửi mình cũng nghe với chân tâm thì không có gì nóng giận. Nhưng mà khó lắm ha, nói vậy thôi ha. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài giác ngộ cái gì? Xin thưa rằng, Ngài giác ngộ cái chân tâm này. Nhưng mà công đức của Ngài quá lớn, từ vô lượng kiếp, cho nên sự giác ngộ của Ngài hiện lộ cùng với báo thân, ứng hóa thân của chính Ngài, cho nên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn chúng ta mù, nếu có sống với chân tâm, kiếp này vẫn là mù. Các vị đây, nếu có sống với chân tâm, thì cũng khi có, khi đến, khi đi, lại còn bao nhiêu cái món nợ các vị đã lỡ vay từ trong quá khứ. Cho nên hôm nay đừng vay nữa. Bởi có vay nữa, chết không mang theo, ai cũng nhớ cái đó hết trơn trọi. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, còn mỗi ngày đem ra đếm vẫn vui xưa à. Mỗi ngày đem ra đếm, ít tiền vẫn vui hơn. Nhưng tất cả đều là pháp trần, nhớ như vậy. Mà chân tâm mới đem lại an vui và hạnh phúc. Do đó, chúng ta hãy biết rằng những việc xấu là niệm mê từ trong cái biển tâm thanh tịnh nó khởi lên, vô minh. Thì vô minh mới tạo ra các hành, hành mới sanh ra thức, mới sanh ra này kia, rồi chúng ta mới luân hồi sanh tử. Và chúng ta trôi lăn mãi, trôi lăn mãi nên bây giờ mới gặp nhau nè. Người thì mắt sáng, người mắt mù, người tánh sân, người tánh hiền, người tánh dữ, người giàu, người nghèo là cũng trong vòng trôi lăn. Nhưng ai giàu và đẹp cũng đừng có vội mừng. Bởi vì trong cái vòng luân hồi này thì chả biết kiếp sau, có khi mình là chó mà cái người kia họ lại chủ đánh đập mình. Có lần đó, sư nhớ cô này có lên có kể chuyện trong bài pháp tổn thương. Cô nói con mù nhưng mắt hơi mờ mờ, cho nên nhà giàu người ta cho con làm cái công việc tắm chó. Mà chó nó đái lên mình con, xong rồi chiều trả 20 ngàn, nó nói đi đi hôi quá, tắm mà để cho chó đái trên mình hôi quá. Cho nên con giận quá, con giận cái người giàu đó đã thuê con còn khinh bỉ con, rồi con này con kia, con tổn thương, con đau khổ. Sư nói thôi giận chi, người ta có nguyền rủa cô, người ta chê cô hôi thiệt, nhưng mà thuê cô tắm chó chứ không phải thuê cô giết chó. Chứ mà thuê cô giết chó rồi ăn thịt mới là dễ sợ. Thôi thì người ta có những cái thói khinh người, lời nói cống cao ngã mạn, có những cái tập khí nó sanh ra cho cái con người giàu có mà chưa có lòng tâm từ đó, thì cũng còn dễ tu hơn là người có tâm ác, xem chuyện giết là một chuyện bình thường. Cho nên đập con muỗi các vị cũng đừng xem là chuyện bình thường. Sư nhớ mấy cái người khiếm thị về tu với sư nè, các vị nói muỗi cắn đập hay không đập thưa sư? Sư nói thôi đừng đập, tại đập là gieo nhân giết. Nói thưa sư vậy nó cắn xúc rét chết làm sao vậy, sư thương muỗi hơn thương con. Sư nói người khiếm thị với người mù là lý sự hạnh nhất đó nghe.
Sư thương con muỗi hơn thương con vậy đó. Nó cắn con sốt rét, con chết rồi, lấy đâu mà con tu sư. Vậy là hóa ra sư thương con muỗi hơn thương con. Đó, mấy vị còn nhớ không? Các vị phát biểu đâu là sư còn nhớ đó. Nhưng mà chết, mình chết đây á, thì cũng chưa thấy. Cho nên tốt nhất phải sống đời sống vệ sinh. Ngủ phải văng mồm. Sống phải vệ sinh, đừng có sống ao tù, nước độc, đâu cũng vứt rác thì sanh muỗi rất là nhiều. Các bạn sinh viên về chùa mình tối ngày dọn dẹp vệ sinh. Cho nên mình ngồi đây mới mát mẻ nè. Phải cảm ơn các bạn sinh viên, tình nguyện viên dọn dẹp sạch sẽ chúng ta ngồi. Chứ không đây đống nước, đây đống rác, chúng ta ngồi đập muỗi đồ này kia thì sư nói thôi đừng có đập muỗi cũng kỳ, phải không? Nó muỗi cắn con quá con phải đập, cho nên để không đập sư phải dọn dẹp. Tức là dọn từ cái nhân, làm từ cái nhân đi, đừng có để quả tới rồi hỏi làm hay không. Chân tâm hoàn mãn, thanh tịnh thì như hoa sen mọc trong bùn mà chẳng nhuốm bụi nhơ. Một niệm giác ngộ thì mê sẽ tan đi như ngọn đèn trong đêm tối. Bài pháp hôm nay chúng ta thấy khó mà rất là dễ, dễ mà rất là khó. Nhưng nếu không nói, bao giờ nói? Tu 30 khóa rồi, cứ nói vòng vòng hoài à. Bữa nay á, là nói người mù vẫn thành Phật, nghe rõ chưa? Tâm siêu thoát, tâm thanh tịnh của chúng ta không có bao giờ lay chuyển, không có mất chỗ nào hết, nguyên vẹn. Giống như là cái cục vàng chôn sâu ở đáy bùn, moi lên nó vẫn là một cục vàng chẳng mất. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài thấy tánh Phật rồi thì Ngài sống ở trong cái tánh Phật đó miên viễn, cho nên mới là bậc giác ngộ, phước trí vẹn toàn. Còn mình sáng 8 giờ sáng sống với chân tâm, 8 giờ năm sống với ma quỷ. Cho nên đang lần chuỗi, thưa sư, con đành phải bỏ chuỗi xuống chữ, nó đã tức quá sư ơi. Cho nên các vị cũng sám hối với nó cho làm gì nữa. Thưa sư, tháng vừa qua con thanh tịnh được mấy ngày, còn bao nhiêu ngày còn lại không thanh tịnh, tại ngày nào ông cũng chọc con hết. Tao nói ông có mù không? Dạ hai đứa con đều mù hết. Mà chửi nhau cái gì? Dạ chửi nhau vì đứa con. Đứa con thì nó mắt sáng, mà nó quậy sao mà cha với mẹ mù cứ cãi lộn vì mình. Như vậy cha mẹ tạo nghiệp mà đứa con cũng phải đi địa ngục đó. Vì mình gieo nhân cho cha mẹ bất hòa, vì mình gieo nhân cho cha mẹ khổ đau. Cho nên hôm nay sư nhắc lại, các vị mù có mỗi pháp niệm Phật. Có người tu thiền, có người tu pháp mật, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông. Nhưng mà đạo tràng sư cứ xin 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị pháp sư, thượng sư Kim Cang Thừa bên Ấn Độ về, họ gia trì nhiều pháp lắm. Nào pháp thiên thủ thiên nhãn, nào pháp văn thù, nào pháp phổ hiền, nào pháp dược sư. Mà về tới Thiên Quang, sư nói Nam Mô A Di Đà Phật, cứ pháp Di Đà dùm cho sư. Họ nói kỳ trước đã Di Đà rồi, sư nói kỳ này cũng Di Đà dùm cho sư đi. Tại vì á, sư mong người mù của sư nhớ Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi. Mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ cái gì có biết không? Nay sư giảng nãy giờ rồi ai trả lời được? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ cái gì? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con nghe, nhớ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã trở về cái chân tâm, cái tánh bổn thiện của mình. Đó, các người thấy người mù trả lời chưa? Ai có ý kiến gì khác nữa không? Trong những người mù có ai có ý kiến gì nữa không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ gì? Nhớ chân tâm, nhớ bổn tánh trong sạch vắng lặng. Mà nếu lúc nào cũng nhớ thì mình là Phật. Nói Phật cái gì? Phật gì mà mù, Phật mà nghèo. Nói tôi nhớ tánh Phật để tôi bình an, tôi thanh tịnh. Còn tôi muốn giàu, tôi muốn trí tuệ, tôi muốn phước báo, tôi phải gieo nhân. Chứ không phải tôi muốn giàu, tôi Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi giàu thì
đó là điều không thể có. Trong các cuộc đàm luận Phật Pháp có một câu thường hay được nhắc đến như danh ngôn: kẻ cướp buông đao thành Phật. À, tức là mình buông cái tâm bất thiện là mình trở về cái tánh Phật của mình liền. Đó, về đến bờ đáo bị ngã tức khắc, chứ không có nói nó thành tựu thành Phật kiếp này là cái chỗ đó. Nhưng mà nói dễ mà không dễ là bởi vì mình không thích sống với chân tâm. Ai chửi phải chửi lại, nói tới tiền là phải có phần mình, nói tới gia tài là chia cho tôi chưa, phải chưa nào. Đó, nói tới sự hưởng thụ thì tôi cũng phải có chứ, cái gì cũng có mình. Thành ra mình đánh quên mất chân tâm, mà mình theo các pháp vọng niệm, các cái pháp trần làm cho mình khó mà đi lên trên bờ giác. Suy nghĩ ngày hôm nay, một vị khiếm thị mà trả lời nhớ niệm Phật là nhớ chân tâm, thế là đủ rồi, không nói nữa. Các vị đồng ý không? Chúng ta tu tập, nhớ cho sư cái đầu tiên, ai cũng có chân tâm, tánh Phật, đó là tánh biết, đó là tánh giác ngộ. Chân tâm là tánh biết đó, nhờ tánh biết mà cái gì mình cũng biết. Chứ cái máy niệm Phật đó, nó niệm quá trời, nó có biết gì không? Trả lời cho sư nghe coi. Đâu, những người khiếm thị nói cái máy niệm Phật nó niệm mà nó có biết gì không? Mà các vị niệm Phật các vị biết không? Biết. Đó là nhờ cái tánh biết. Cái tivi á, nó diễn tuồng này tuồng kia, những tuồng lâm ly bi đát, mà cái tivi nó có biết gì không? Nó chỉ là một dụng cụ để đưa hình ảnh thôi. Nhưng mà mình ngồi mình coi á, nước mắt ngắn, nước mắt dài, là bởi vì mình xa vào cái pháp trần, mình quên mất mình là ai rồi. Cho nên nói sư biết không, con nó đời con không có khóc cái gì, chỉ có coi phim mà con mới khóc thôi. Ai sống ai chết con quan tâm, mà có coi phim Hàn Quốc là con mới khóc thôi. Pháp trần của các vị là như thế đó. Cho nên nói cái tivi nó không biết gì hết, vì nó không có tánh biết. Cái máy niệm Phật nó niệm ra rã, chứ mà hết pin nó im luôn. Còn pin của chúng ta là cái gì? Hả? Cái tánh biết là pin đó, đúng rồi. Giỏi quá. Tánh biết là pin. Vậy rồi chết rồi cái tánh biết đi đâu? Chết tánh biết đi đâu? Còn hay mất? Đó, nói mất là thấy thật rồi. Mình chết tánh biết còn hay mất? Còn. Cái tánh biết đó, nó sẽ cùng với A Lại Gia Thức đó dắt chúng ta đi đầu thai. Mà nếu vốn mình tạo quá nhiều nghiệp thì A Lại Gia Thức dắt ta đi vào sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn tánh biết của mình trong sáng, làm nhiều công đức, thanh tịnh, thì tự nhiên lúc đó cũng không có ai hộ niệm hết trơn, mà mình vẫn nhẹ nhàng đi lên. Còn làm quá trời nghiệp ác mà lúc đó lấy tiền đem ra mua mấy ông sư lại niệm ăn thua gì, cũng như cái máy mà thôi. Đừng có khoe cái nhà giàu bằng cách khi chết mời các sư về, mà giỏi ở cái chỗ sống với tánh biết. Còn chết á, má để tiền lại nhớ thỉnh các sư tới, thì cái đó cũng là phước đó. Nhưng mà không phải do mấy thầy mấy sư đó niệm mà mình siêu thoát đâu. Siêu hay không là ở tánh biết có thường sống với mình, cái lúc sống cũng như cận tử nghiệp và lúc chết. Cho nên cái thân xác này nó chết, nó đi vô nhà thiêu, nó thành đống tro, nó chui xuống dưới đất, nó nằm, 3 năm sau nó thành cát bụi. Nhưng tánh biết vẫn còn mãi, cho nên mới gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chẳng tánh biết đó còn hoài, thì mình cái thân này nó chết mình có sợ không? Không sợ. Cái tánh biết là hiển lộ, cái thân này có chết mình có sợ không? Không sợ. Tại vì cái thân này làm tứ đại hợp thành, phải có lúc nó ra đi. Những cái người ta sống trong hiền, trong đức, trong nhân lành, trong nhân ái, trong tâm từ, tâm bi, trong hỷ, trong xả, cái tánh biết nó sáng như vậy, chúng ta không ngại gì hết.
như một cái áo rách, áo cũ nó phải thay áo mới. Chỉ sợ cái người sống với ác tâm, tạo quá nhiều nhân ác để rồi phải chịu các quả báo trong sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên tu tập ngày hôm nay, các vị đặc biệt là những người khiếm thị, phải nhớ điều đầu tiên, đó là tánh chân thật, giác ngộ, tánh biết. Pháp trần là do các căn đối diện với lại các cảnh sanh ra pháp trần. Pháp trần là pháp giả mà nó chi phối chúng ta, chứ không phải là tâm của chúng ta. Ai buồn nhiều, khóc nhiều, khổ đau nhiều, đó là chân tâm hay là pháp trần? Nói lớn lên. Từ bữa nay có than khổ nữa không? Cứ than, mà than là biết đó là pháp trần. Sư ơi con khổ quá à, sư. Đúng, khổ vì sống với pháp trần, mà tạo quá nhiều nhân xấu thì cho nên phải chịu đựng cái quả báo chứ. Nhưng cái người mà biết đó là pháp trần, cũng do mình tạo tác từ muôn kiếp, thì nay nó phải đem cái thân này ra mà chịu các quả báo. Nhưng mà bình tâm, tĩnh lặng để biết rằng cái thân xác này phải trả các quả báo, chứ còn chân tâm Phật tánh còn đây để tiếp tục tu tập hạnh phúc. Cho nên nhắc lại, điều thứ nhất là nhớ tánh chân thật, chân tâm bốn tánh là cái điều thứ nhất. Pháp trần là do các căn tiếp xúc với các cảnh mà tạo ra trần. Giả hay thật? Giả. Đó. Căn, cảnh, trần, ba cái đó tạo thành giả. Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tiếp xúc với cảnh là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì tạo ra các pháp trần ở trong tâm. Giống như sư nói, la thì các vị buồn, các vị cho vô tâm. Khen thì các vị vui, bỏ vô tâm. Tích lũy liết trở thành một con người đa sầu, đa cảm. Cho nên mình mà ai khen mình vui, ai chê mình buồn là gì? Là ngu. Là pháp trần chi phối mình mãi mãi. Còn mình phải nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là Phật tâm, Phật tánh của ta ở đây. Thiền là như thế, tịnh là như thế. Và sư đang nói là gì? Sư nói đến pháp tu của các vị. Cứ nhớ niệm Phật để nhớ chân tâm. Khi ngồi thiền thì vô niệm để trở về chân tâm. Cái gì khởi lên là pháp trần. Cho nên là Hòa Thượng Thanh Từ dạy, thấy vọng liền buông. Nhưng sao biết vọng? Cái tánh biết mới biết đâu là vọng. Chứ cứ nói vọng là buông, vọng là buông. Mà các vị có biết cái gì là vọng không? Phải nhờ cái tánh biết đó mới biết cái nào là vọng. Cho nên cái tánh biết là cái tuyệt vời nhất, mà người mù vẫn còn cái tánh biết đó, mặc dù là mù. Tánh nghe, các vị thấy không? Nhĩ căn của chúng ta viên thông nên nghe tất cả những lời pháp. Tâm chúng ta được hạnh phúc, an vui, bởi chúng ta biết con đường của chúng ta đi là như thế nào. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.